Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình tên là Đức. Cũng như các bạn được biết, thành phố Vũng Tàu rất gần với lại thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà người dân ở thành phố Hồ Chí Minh có khoảng thời gian nghỉ là tầm 2-3 ngày, nói chung là không có dài và ngắn, thì họ sẽ dành thời gian đó xuống Vũng Tàu để vui chơi, để thưởng thức những món ăn ngon và cũng như là thư giãn sau những giờ làm việc cực kỳ căng thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cũng đã có một khoảng thời gian nho nhỏ trước đây xuống Vũng Tàu chơi và cũng được đi khá nhiều nơi và ăn thưởng thức được nhiều món ăn ngon. Do đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số món ăn ngon mà chúng ta nhất định phải thử khi đến Vũng Tàu nhé. Đến Vũng Tàu chắc chắn phải ăn bánh khọt, và tớ cũng như là nhóm tớ đã chọn đó là quán Cô Ba Vũng Tàu, nằm trên đường số 1 Hoàng Hóa 8, phường 3, thành phố Vũng Tàu. Khi bước vào không gian quán thì cực kỳ rộng, thoáng đãng lắm, cũng như là ở trước họ sẽ bày, chúng ta thấy được là trưng bày chúng ta một thấy một bàn những khuôn đúc bánh khọt nhìn cực kỳ bắt mắt và hấp dẫn. Bánh khọt ở đây đổ ra thì rất là giòn, bên trên có con tôm rất là tươi, cũng như là nếu ta gọi hải sản thì sẽ có tôm, mực, vân vân. Nước mắm ăn rất là vừa, nó không quá mặn cũng như là không quá nhạt, nói chung là tổng thể rất là ok và ngon. Và tớ khuyên là các bạn nếu mà đến Vũng Tàu thì hãy đến quán Cô Ba Vũng Tàu để ăn bánh khọt. Và món tiếp theo đó là món cháo lòng loan ở Vũng Tàu. Mình biết cái quán này là nhờ chị Việt Hương cũng như là nghệ sĩ Việt Hương review trên kênh YouTube của chị. Thì mình muốn đến Vũng Tàu tất nhiên là mình sẽ muốn đến quán này ăn cực kỳ luôn, bởi vì mình xem thử rằng họ review đúng hay là sai. Và thật là quán này ăn rất là ngon. Thứ nhất là cái tô cháo lòng mà họ làm rất là to, sức của con trai thì ăn hết được nhưng mà con gái thì khó lòng ăn hết được. Trong tô cháo lòng này thì có hành, có huyết và có cháo, cũng phải đặc biệt là có thêm một cái nữa là có nấm. Hồi giờ là ăn cháo lòng mà chưa thấy bao giờ là bỏ nấm vào bên trong. Và cái lòng heo cũng như là nội tạng heo cũng dồi trường thì họ sẽ bỏ riêng bên ngoài và sẽ chấm với lại mắm tôm. Thì cái lòng heo này họ làm cực kỳ sạch sẽ, ăn vào cảm giác không có vị tanh cái gì hết, nhưng mà không lợn cận bất kỳ trong miệng hết, và ăn cực kỳ ngon. Nên các bạn đến Vũng Tàu thì nhớ thử luôn ha. Món bánh tiêu đậu xanh nằm ở trên đường Đồ Chiểu ở Vũng Tàu thì quán sẽ mở cửa vào tầm lúc là 3 giờ chiều đến khi nào hết bánh mới thôi. Thì khi mình đến đây là tầm khoảng 4 giờ chiều, tuy là lượng người không có đông á, nhưng mà cô có một quyển sổ và ghi một cái list xuống là ai đã order bánh rồi, nên mà đến đó mình vẫn chưa được ăn, chỉ nhìn là cô làm bánh thôi. Rồi xong mình hỏi cô là giờ cô muốn ăn bánh thì làm sao, thì cô bảo là thôi có ghi bao nhiêu cái để cô ghi vào trong quyển sổ này. Rồi khi mà đã ghi xong rồi, mình đi đâu đó vòng khoảng tầm 2 tiếng sau, tầm khoảng 6 giờ mình quay lại thì cô bảo là bánh đầy gần như là hết rồi. Mình có một lời khuyên chân thành là khi đến ăn bánh tiêu đậu xanh nằm trên đường Đồ Chiểu, hãy nhớ đến thật sớm để được thưởng thức món này, chứ mà đến trễ một chút xíu thôi là sẽ không có khả năng. Và các bạn đi chơi Vũng Tàu á, tầm chiều chiều mà còn cái thời gian rảnh và bụng mình hay còn trống đấy, thì hãy ghé vào con hẻm Bà Huyện Thanh Quan. Và ở con hẻm này thì đã bán rất nhiều đồ ăn vặt, rất nhiều loại luôn. Các bạn có thể tùy loại mình lựa chọn theo sở thích của bản thân mình. Và các bạn nhớ phải thử một món đó là chuối nướng nước cốt dừa. Ở quán này bán chuối nướng cốt dừa cực kỳ ngon luôn. Cái nước cốt dừa của nó làm rất là ngon, ăn ngọt nhưng mà không bị gắt và cực kỳ béo luôn. Nếu mà mình ăn mà gọi như là ăn hết cái đó luôn, mà là phải lấy muỗng múc làm sao mình cho cạn hết nước cốt dừa luôn, kiểu như là nó cực kỳ siêu ngon luôn ấy. Các bạn nên thử. Và đến Vũng Tàu thì tất nhiên là phải ăn hải sản rồi, nên tụi mình lựa chọn một quán ốc tự nhiên. Ở quán ốc tự nhiên này á, menu của nó gồm rất là nhiều loại món hải sản khác nhau và giá dao động là từ 40.000 trở lên. Và nhóm tụi mình gọi ra đó là gọi ăn món hào và một lẩu và lẩu hải sản. Và đó hào là hào nướng phô mai tươi ăn ngon. Còn phần lẩu hải sản nước dùng cực kỳ ngon luôn, ăn mình có thể đó là húp hết cái nước đó luôn á. Còn về tôm mà bỏ vào trong lẩu hải sản á thì nó chưa được gọi là tươi cho lắm và nó hơi bị bở một chút xíu, ăn vào nó không có được ngon, nói chung là nó không được ngon lắm cái về phần tôm, còn tất cả mọi thứ lại là ok.
Tiếp theo đó là quán cơm Hướng Dương, nằm ở địa chỉ là 140-142 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu. Và quán này còn có tên gọi khác đó là cơm Ma. Mình chắc là cái quán cơm này họ bán vào buổi tầm khuya đến sáng luôn á, thì người ta mới gọi là cái tên như thế. Thì mình nghĩ là vậy. Thì quán cơm này có rất nhiều đồ ăn và giá cả là từ tầm khoảng 20.000 cho đến 40.000, 50.000, 60.000. Và khi bước vào quán á, nhìn cái dàn mà cô bày các loại thức ăn ở trong cái quán á, trời ơi, nhìn cực kỳ hấp dẫn, muốn bay vào ăn hết luôn. Nó hấp dẫn đến màu sắc nè, nhìn vào là muốn ăn liền luôn. Và khi mà thưởng thức những món ăn ở quán cô á, cũng như là đã gọi ra rồi á, thì ăn mới biết là ngoài cái đặc sắc về cái màu sắc á, thì hương vị cũng cực kỳ ngon và tuyệt vời. Và ở quán này đảm bảo ba tiêu chí: ngon, bổ, rẻ. Ốc muốn ăn ngon là gia vị nêm nếm phải ngon. Và tụi mình ăn kiểu như là múc sạch sẽ cái vỏ ngoài cái gia vị của con ốc á, rồi mới ăn phần bên trong, nó ngon lắm cả đó. Bánh bông lan trứng muối cây cục điện Vũng Tàu, bánh này là cực kỳ nổi tiếng luôn, và đến Vũng Tàu là nhất định là phải ăn. Và trong một hộp bánh bông lan trứng muối này sẽ có 10 cái bánh bông lan, và cái bánh bông lan này trên đầu sẽ có một ít đó là chà bông, rồi tiếp theo đó là một lớp trứng muối, rồi cuối cùng đó là còn lại là bánh bông lan. Và bánh bông lan ở đây rất là, nó không có bị cứng, rất là mềm mại dễ chịu, trứng muối ngon, chà bông thì không quá mặn. Nói chung là ăn cực kỳ thích và cực kỳ ngon luôn. Các bạn nên phải thử khi đến Vũng Tàu là nhớ ăn bánh bông lan gốc cây cục điện. Clip review những món ăn cần phải ăn khi đến Vũng Tàu đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, và các bạn hãy cho mình một like cũng như là một subscribe nhé, để ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau.